Chào mừng đã đến với căn cứ ăn đêm 001 của tụi ăn dụng tôi. Những người bạn đang chờ sẵn trong đó rồi. Hydro, ngồi đây chờ lâu lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay ăn gì nào. Và hôm nay chúng ta có kịch hợp spam Koiso Korea. Thấy người Hàn cực kỳ thích món này, làm tôi tò mò ghê, phải mua về ăn cho biết. Kura thôi, vận dụng hết sức mạnh nào. Bên trong màu khá là giống xúc xích thạch than. Giờ siêu đầu bếp ăn dụng tôi sẽ ra tay chế biến cục spam này thành món cơm nắm thịt hợp. Tôi đã tham khảo cách làm trên YouTube rồi, thấy dễ ở cả nha. Bước thứ nhất, cắt spam thành từng lát như thế này. Còn nguyên cục bự này thì tôi sẽ đem cất bữa sau ăn tiếp nha. Tôi nghĩ 3 lát là ăn đủ rồi á. Cắt ra thế này thì nhìn lại heo heo nem chua ha. Bước thứ hai, cắt nhỏ trong biển cuốn cơm. Loại này thì hay bán trong siêu thị á, chuyên dùng làm cơm cuộn kim bắp. Bước thứ ba, cho spam lên chảo, chiên vàng đều hai mặt. Bữa trước tôi up clip chiên spam trên TikTok, bạn kia mới chỉ tôi là chiên spam thì chiên ít dầu thôi, vì trong spam có mỡ sẵn rồi. Thì cảm ơn bạn nha, tôi lỡ tay cho hơi nhiều xí á, lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Trong clip hướng dẫn làm món này, người ta còn pha thêm nước tương với trụ mandarin làm sốt quét lên spam. Tôi thì chỉ có nước tương thôi, thử lột lên coi spam của tôi có màu đẹp như trong clip không. Thơm quá rồi nè, cũng vàng vàng như clip nữa. Bước thứ tư, sử dụng lại cái hộp đựng spam ban đầu, lót vào một miếng ni lông, bỏ cơm trắng vào ém thật chặt, thật chặt. Tôi thấy hình như cơm hơi khô, phía dưới đáy hộp chưa được chặt lắm. Cho thêm vài muỗng nữa để hộp được lấp đầy nè. Lại vận dụng hết công lực để ép cơm xuống. Sau một hồi cố gắng thì cơm của tôi cũng đã khá ổn rồi. Giờ gấp cục spam bỏ vô hộp cơm thôi. Dùng đũa ép xuống cho spam dính vô cơm nè. Kéo nhẹ phần cơm bị rớt ra. Bước thứ mấy quên rồi. Thôi kệ đi. Túm cục cơm lại, tiếp tục vận hết 10 phần công lực để nắm cơm với spam cho dính vô nhau. Cuối cùng tụi nó cũng chịu ra hình ra dáng rồi nè. Ha ha. Để cơm và spam mãi bên nhau, tôi sẽ quấn tụi nó lại bằng trong biển nha. Sau một hồi vận hết nội công để làm cục cơm nắm đầu tiên thì tôi quyết định là cắt nhỏ spam ăn với cơm. Trong biển thì cắt nhỏ nhỏ ra vậy. Xong cái cục cơm nó cứ rơi rớt á. Để ăn coi. Cục spam có vị mặn mà chứ không có như xúc xích Việt Nam. May mà có cơm ăn kèm nên cũng khá là vừa vặn. Nó kiểu hơi lai lai giữa chăm bông với chả rồi, lại hơi hơi kiểu pate hộp á. Giờ tôi ăn thử cục spam. Ha ha, mặn ghê. Ăn cơm vô cho đỡ nào. Công nhận cơm trong biển với spam ăn với nhau khá hài hòa. Dù không có sự chế biến N bước thì vẫn rất là hòa thuận trong miệng tôi. Hết sạch cơm rồi mà vẫn còn cục spam. Hay tôi uống nó ra rồng biển ăn xem sao. Ăn xong. Mọi người ngủ ngon nha. Chào mừng đến với căn cứ ăn đêm 001 của tụi ăn dụng tôi. Những người bạn đang chờ sẵn trong đó rồi. Hey bro, ngồi đây chờ lâu lắm đúng không? Để xem hôm nay ăn gì nào. Hôm nay các rồ mời tôi ăn bánh. Những chiếc bánh donut nghĩa tình hứa hẹn mang đến một buổi tối xíu nhập bột đường. Tôi thấy có bánh trắc bột phô mai nè. Bánh thì có mứt dâu với bột sô-cô-la. Bánh này thì trà bông. Cuối cùng là sô-cô-la với hạt bên trên nè. Tôi sẽ ăn bánh sô-cô-la trước nha. Vì kinh nghiệm ăn bánh là nên ăn cái nào ngọt trước, xong qua mấy cái mặn và chua như vậy sẽ đỡ ngán hơn. Bánh này ngoài hạt vụn ra còn có cả nho khô nữa. Tôi khá thích bánh donut á, dù không hề thích bánh cupcake. Nói gì cũng liên quan lắm. Đúng như dự đoán của tôi là phần topping rất ngọt, phần bột bánh xốp mềm lắm. Tuy hơi ngọt nhưng tôi hơi đói nên chấp hết cái bánh luôn. Tạm cho cái này 3 sao đi. Thấy thiếu, thì ra là thiếu một ly trà hoa cúc thanh nhiệt giải ngọt. Giờ thì sẽ ăn cái có trà bông này, hy vọng vị mặn của nó sẽ giúp tôi quên đi cái sự mập do đường. Wow, cái bánh này có hai lớp nha. Bên trong là kem phô mai á. Thì lại có bạn bảo tôi ăn phô mai suốt cho xem. Ăn miếng trà bông nè. Sự thật là bánh này cũng không mặn hơn là bao hết á. Ăn vô vẫn thấy ngọt liệm mà. Tôi chấm 3 sao rưỡi nha. Uống miếng trà cho sạch miệng để ăn tiếp nào. Giờ sẽ là bánh phủ phô mai bột. Không hổ danh là các rô của tôi. Mua cho tôi toàn vị phô mai. Này thì là donut truyền thống.
bột phô mai thơm thơm, cũng dễ ăn nhưng không có đặc sắc lắm. Cho 3 sao nha. Cuối cùng sẽ là em có mức này, có bột đen đen dính bên ngoài hộp. À, thì ra không phải là sô-cô-la mà là Oreo mọi người à. Thử coi đây là mức gì nè. Là mức Việt Quốc nha, chắc là sẽ ngon á. Khoan khoan, cầm lên tay hơi khác, để tôi cho mọi người xem mình với cái bánh nha. Thành thanh, bánh không có khoét lỗ ở giữa á. Hèn gì phần giữa người ta để full mức với kem luôn. Ngắm bánh đủ rồi, giờ ăn nè. Vẫn là bột bánh y chang vậy hả? Bánh này là khá nhất trong bốn cái, chấm 4 sao luôn. Ăn xong chắc phải dọn mền đầy bột Oreo quá à. Bye bye, chúc mọi người ngủ ngon.